Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Kiếm Hiệp Kim Dung của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tiêu Dao Tử vì đột phá võ học bình cảnh đã lẩn trốn vào Thiếu Lâm tìm phương pháp phá giải, 43 năm sau đã trở thành vô danh thần tăng. Ở trong tác phẩm Thiền Long Bát Bộ, người thần bí nhất hẳn đó chính là Tảo Địa Tăng ở Tang Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Liên quan đến thân phận chân thật của người này thì một bậc vẫn là bí ẩn gây tranh cãi nhiều nhất trong những năm gần đây. Theo những nguyên tắc Thiền Long Bát Bộ, căn cứ trong sách miêu tả về lão tăng quét rác, sau khi phân tích về võ công cùng với tương quan thời gian của người này về sau thì chúng ta có thể phát hiện người này vô cùng có khả năng chính là Tiêu Dao Tử, tổ sư của phái Tiêu Dao. Vì sao nói lão tăng quét rác chính là Tiêu Dao Tử? Kỳ thật trong nguyên tắc thì Kim Dung đã ẩn ý nói đến điều này. Trong truyện đã viết như sau: chỉ gặp ngoài cửa sổ trên hành lang một người tăng nhân mặc thanh bào khô gầy, cầm một thanh chổi, đang khom lưng quét rác. Tăng nhân kia tuổi tác rất lớn, lừa thừa mấy cây râu dài đã trắng bệch, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, không giống bộ dáng của người có võ công. Người mặc tăng bào màu xanh cầm trong tay cái chổi và khom người quét rác. Tảo Địa Tăng xuất hiện đúng là cực kỳ bình thường, không thêm bất luận sắc thái hoa lệ gì. Ai cũng không thể đoán được một lão nhân bình thường như thế lại là cao thủ võ công thông thần, tuyệt đối là đã tiến vào hóa cảnh từ lâu. Lại từ miêu tả vẻ bề ngoài của Tảo Địa Tăng mà xem lại, niên kỷ của người này đã rất lớn, bởi vậy hành động chậm chạp, râu ria thừa thớt hoa râm, số tuổi hẳn là đã vượt xa Tiểu Viễn Sơn cùng với Mộ Dung Bác. Trong Tàng Kinh Các, thần tăng đã hỏi Đại Luân Minh Vương đã từng luyện qua tiểu vô tướng công của Tiêu Dao phái ư? Cửu Ma Chí lại là giật mình cả kinh, mình học trộm tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao chưa từng có ai biết, làm sao lão tăng này lại có thể nhìn ra? Nhưng hắn liền lập tức thoải mái. Hư Trúc vừa mới cùng với ta đánh nhau chính là tiểu vô tướng công, hơn phân nửa chính là Hư Trúc đã nói với hắn, không có gì là lạ. Cũng nhân tiện nói ra, tiểu vô tướng công mặc dù xuất xứ từ đạo gia, nhưng gần đây đệ tử Phật môn tu tập cũng nhiều. Trước đó có người đã tập sở trường của hai nhà Phật đạo, tức là bên trong quý tự cũng không thiếu những cao thủ này. Lão tăng kia nghe xong hơi hiện ra vẻ kinh dị nói, trong Thiếu Lâm tự cũng có người biết tiểu vô tướng công ư? Lão nạp hôm nay vẫn là lần đầu nghe nói. Cửu Ma Chí thầm nghĩ, người giả thần giả quỷ đúng là y theo dáng dấp. Mỉm cười cũng không nói ra, lão tăng kia lại nói tiếp, tiểu vô tướng công tinh vi uyên thâm, có thể lấy để vận dụng võ công các phái, coi đây là căn cơ. Bản tự 72 tuyệt kỹ cũng là đều có thể vận dụng. Chỉ có điều những chỗ trọng yếu thì không khỏi có vẻ bề ngoài mà thôi. Từ trong đoạn hội thoại này chúng ta có thể thấy rằng lão tăng quét rác cùng với tiểu vô tướng công của Tiêu Dao phái rất là có quan hệ. Thứ nhất, lão tăng quét rác chắc hẳn đã tu luyện qua tiểu vô tướng công. Cửu Ma Chí dưới tình huống mà mọi người vẫn chưa phát giác đã ngầm dùng tiểu vô tướng công để thôi động Thiếu Lâm vô tướng kiếp chỉ, muốn dùng chỉ pháp này đánh lén Tảo Địa Tăng, nhưng lại bị vị thần tăng này dùng hộ thể chân khí ngăn lại. Tảo Địa Tăng sau đó đã nói ra thứ Cửu Ma Chí sử dụng chính là Tiêu Dao phái tiểu vô tướng công. Cửu Ma Chí lập tức quá sợ hãi. Cửu Ma Chí phỏng đoán là do Hư Trúc đã đem sự tình trước đó nói cho vị lão tăng, bởi vậy thì hắn mới biết được. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Kỳ thật lão tăng quét rác sở dĩ biết Cửu Ma Chí sử dụng tiểu vô tướng công cùng Hư Trúc có thể nhìn ra là do cùng một cái đạo lý. Điều này đã nói rõ Tảo Địa Tăng cũng đã tu luyện qua tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao. Cái thứ hai, lão tăng quét rác cùng Tiêu Dao phái có quan hệ không hề tầm thường. Đối mặt với sự chất vấn của Tào Địa Tăng, Cửu Ma Chí đã giải thích nói, thứ mình dùng hoàn toàn chính xác là tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao, nhưng trong chùa Thiếu Lâm cũng có cao thủ am hiểu tiểu vô tướng công. Lão tăng quét rác nghe xong trên mặt cực kỳ bình tĩnh, vậy mà có chút hiện ra vẻ kinh dị. Tào Địa Tăng Phật pháp tu vi cao thâm, vốn có thể làm được tâm như chỉ thủy, nhưng nghe Cửu Ma Chí nói trong Thiếu Lâm cũng có cao thủ dùng được nội công của hắn, vậy mà cũng đã có chút gợn sóng. Có thể phỏng đoán, lão tăng quét rác nghĩ lầm, Cửu Ma Chí nói tới cao thủ am hiểu dùng tiểu vô tướng công, đó chính là bản thân mình. Bởi vậy trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, nên trên mặt mới hiển lộ ra một vẻ kinh dị như vậy. Thứ ba, lão tăng quét rác tuyệt đối là tinh thông tiểu vô tướng công. Tào Địa Tăng nói, tiểu vô tướng công tình vì uyên thâm, lại còn biết có thể lấy tiểu vô tướng công làm căn cơ để thôi động các loại võ công,
và dễ dàng sử dụng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Nhưng những chỗ trọng yếu trong đó thì lại có khác biệt lớn. Có thể thấy được lão Tăng quét rác đối với tiểu vô tướng công của Tiêu gia phái đúng là đã rõ như trong lòng bàn tay. Chưa hết, Vô Danh Thần Tăng còn lấy Bắc Minh Thần Công hóa giải Hàng Long Thập Bát Trưởng của Tiêu Phong. Trong chuyện viết rằng, Tiêu Phong cũng không nói gì, hô một trưởng một chiêu Kiến Long Tại Điền trong Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng hướng đến Mộ Dung Phục mãnh kích. Hắn thấy ở trong tàng kinh các địa thế nhỏ hẹp, cao thủ đông đảo, không tiện đánh lâu, liền vận lên 10 thành công lực, muốn qua mấy trường sẽ lấy mạng đối phương. Lão tăng kia hai tay hợp thành chữ thập nói ra: A Di Đà Phật, Phật môn thiện địa, hai vị thí chủ không thể vọng động vô minh. Song trường chỉ như thế hợp lại, liền như có một cỗ lực đạo hóa thành trường cao vô hình lấp kín ngăn giữa Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục. Trường lực bài sơn đào hải của Tiêu Phong đâm vào trên bức tường này, nhất thời vô tung vô ảnh, tiêu tán thành vô hình. Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục động thủ sử xuất tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Trưởng. Một trưởng này của hắn đã là dùng đến 10 thành công lực, muốn qua mấy trưởng sẽ đòi mạng Mộ Dung Phục. Mà Mộ Dung Phục gặp trưởng lực cường mãnh vô cùng của Tiêu Phong, đành phải miễn cưỡng thi triển tuyệt kỹ đấu chuyển tình di để mà ứng đối. Lão Tàng quét rác vì để tránh cho hai người bọn họ lại thêm ân oán, thế là song trưởng hợp lại hóa ra vô hình khí tường ngăn cản lại cuộc huyết chiến. Kiều Phong thấy vậy cảm thấy không thể thắng được, nên đành phải thu tay lại cũng coi như thôi. Ở trong Thiền Long Bát Bộ muốn hóa giải nội lực là có 3 loại phương pháp. Thứ nhất là hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu, hai là Tiêu gia phái Bắc Minh Thần Công, loại thứ ba là đầu chuyển tinh di của Mộ Dung gia. Nhưng hóa công đại pháp bản chất là dùng nội lực mang độc làm tê liệt địch nhân, hóa đi công lực. Mà đầu chuyển tinh di thì là đem nội lực chuyển di đi nơi khác. Bởi vậy có thể thấy được lão tăng quét rác dùng công phu vô cùng có khả năng chính là Bắc Minh Thần Công của phái Tiêu Dao. Lúc ấy Bắc Minh Thần Công của Tào Địa Tăng đã luyện tới cảnh giới tối thượng đẳng, cơ hồ tùy tâm sở dục, tự do thủ phát. Ông thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng của Tiêu Phong uy lực cao mình, thế là lập tức vận khởi Bắc Minh Thần Công, thôi động Bắc Minh Chân Khí ngăn trở trưởng lực, lại đem trưởng lực toàn bộ hấp thu. Tiêu Giao Tử vì đột phá võ học chướng đã ẩn thân Thiếu Lâm, hóa thân thành Tào Địa Tăng. Trong chuyện đã viết, lão tăng kia bấm tay tính toán qua một hồi lâu, lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ áy náy nói: Ta không nhớ rõ, không biết là 42 năm hay là 43 năm. Vị tiểu lão cư sĩ này ban đầu buổi tối tới nhìn qua, thì ta đã tới được hơn 10 năm. Về sau Mộ Dung lão cư sĩ cũng tới, người đến ta đi đem kinh thư lật đến náo loạn thất bát tào cũng không biết là vì cái gì. Từ tình tiết này chúng ta biết được người này đến Thiếu Lâm đã có trên dưới 43 năm. Tiểu Viễn Sơn lần thứ nhất đến Thiếu Lâm tàng kinh các trộm duyệt kinh thư, lão tăng quét rác ở trong chùa Thiếu Lâm được hơn 10 năm. Lại thêm tuổi tác Tào Địa Tăng rất cao, tức là đã đến Thiếu Lâm khi độ tuổi vượt trung niên, cũng tức là khi đó có lẽ đã trên 50 tuổi. Mà lại nhấn mạnh là đến chứ không phải là tu luyện từ nhỏ ở Thiếu Lâm. Nếu như là từ đầu đã ở Thiếu Lâm hoặc đến xin nương nhờ một cách quang minh chính đại, thì chắc chắn là người của Thiếu Lâm sẽ phải nhận ra. Có thể nhận định rằng 43 năm trước, ngay lúc lão tăng quét rác vẫn còn là trưởng môn phái Tiêu Dao, về sau người này đã đem chức trưởng môn truyền cho nhị đồ đệ Vô Nhai Tử bắt đầu ẩn cư. Kỳ thật ông ta lúc đó chính là bởi vì luyện công đạt tới tự thần cực hạn, xuất hiện cái gọi là vũ học chướng, tự mình rất khó đột phá, thế là đã đến Thiếu Lâm tìm kiếm biện pháp giải quyết. Võ học chứng là gì? Có thể hiểu một người luyện võ càng luyện càng cao về sau, thiền lý lĩnh ngộ, tự nhiên sẽ nhận lấy chướng ngại. Ở phái Thiếu Lâm thì liền gọi là võ học chứng, cùng tông phái khác chỉ kiến chướng là đạo lý giống như nhau. Nên biết, Phật Pháp truy cầu độ thế, mà võ công thì lại phải sát sinh. Cả hai đi ngược hướng khắc chế lẫn nhau, chỉ có Phật Pháp càng cao từ bi thiện niệm càng thịnh, thì võ công tuyệt kỹ mới có thể luyện được càng nhiều. Tiêu Dao phái võ công vốn là cực kỳ cao thâm, nhưng lúc này Tiêu Dao Tử có lẽ đã luyện đến mức tuyệt đỉnh, bất đắc dĩ lại khó đột phá, thế là đã biết Thiếu Lâm chính là thiên hạ võ học chi nguyên, liền cải trang tiến vào Thiếu Lâm âm thầm nghiên cứu Thiếu Lâm tuyệt kỹ cùng Phật Pháp. Sau một phen nghiên cứu, ông ta đã cảm thấy võ công Thiếu Lâm cùng võ công đạo gia có chút ấn chứng, nhưng lại có khác biệt. Thế là ông ta ngày đêm nghiên cứu, rốt cục đột phá võ học chướng. Nhưng Tiêu Giao Tử cũng thâm thụ Phật Pháp hùn đúc,
từ đây liền hóa thân thành tăng nhân Thiếu Lâm, không nhập vào thế tục. Tiêu Giao phái khởi nguyên từ Tiêu Giao tử, trong Tiêu Giao phái Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy đều là các luyện một môn công phu. Võ công Tiêu Giao phái chưa từng truyền ra ngoài. Lão Tàng Quét Rác lại là tinh thông Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công của Bắc Minh thần công. Có thể thấy được người này tuyệt đối cùng Tiêu Giao phái có quan hệ không ít. Còn nữa, trong Thiền Long Bát Bộ đồng thời nắm giữ nhiều môn võ công Tiêu Giao phái thì ngoại trừ Hư Trúc cũng chỉ có Tiêu Giao tử. Lại căn cứ vào thời gian Vô Danh Thần Tăng tiến vào Thiếu Lâm mà phỏng đoán, thì người này vô cùng có khả năng chính là Tiêu Giao tử. Vậy thì Tiêu Giao tử ẩn thân Thiếu Lâm vì sao lại không bị người khác phát hiện? Vị lão tăng này phục sức cách ăn mặc chính là các tăng nhân chấp hành những công việc thường ngày, không thể nào có kiến thức cùng tu vi như thế. Tăng nhân Thiếu Lâm tự đông đảo, các vị như Huyền Từ đều là đệ nhất cao thủ ở trong chùa. Không biết người này thì không có gì lạ, nhưng khi nghe ông ta nói năng cao nhã, hiểu biết chắc tuyệt thì cũng không khỏi phải âm thầm kinh ngạc. Thân phận Tảo Địa Tăng là người làm những việc vặt trong chùa cũng được xem là tăng nhân của Thiếu Lâm, nhưng lại không có quy y bái sư, bởi vậy không có người truyền thụ võ công, không có pháp danh. Bình thường ngoại trừ tụng kinh bái Phật chính là thổi lửa nấu cơm, làm ruộng trồng rau, quét dọn chùa chiền. Thêm nữa thằng nhân Thiếu Lâm tự đông đảo, Tiêu Giao tử cái trang như vậy cũng rất khó bị người khác phát giác. Còn vấn đề tuổi tác, võ công Tiêu Giao phái từ trước đến nay đều có kỳ diệu, chỉ hoãn được tuổi tác. Dù cho là 6-70 tuổi cũng chỉ trông như người trung niên, mà ngay lúc đó thì Tiêu Giao tử đúng là như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về kiếm hiệp Kim Dung, Tiêu Giao tử và Vô Danh Thần Tăng, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như phân tích như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, kể cả những bài phân tích liên quan những tác phẩm kiếm hiệp khác của nhà văn như là Đan Thanh, Mã Vĩnh Thành hay là Cổ Long, thì các bạn tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.